Tại châu Âu, một châu lục rất phát triển, vẫn có 3 triệu người chưa được truy cập mạng lưới Internet tốc độ cao vì họ sống ở những vùng nông thôn và hẻo lánh. Tuy nhiên, các vệ tinh đang làm thay đổi thực tế đó. Tại Liên minh 28 thành viên này, một địa chỉ web mới được lập ra nhằm tạo điều kiện cho công dân tiếp cận với Internet vệ tinh. Rõ ràng, sự phát triển của Internet sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, giúp quảng cáo cho các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm và phát triển nông thôn. Ngày nay, Internet vệ tinh đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch vụ công nghệ mới này sẽ giúp thay đổi cuộc sống của người dân trên nhiều phương diện khác nhau về kinh tế và xã hội. Ngoài ra, công nghệ mới này rất hữu ích trong việc giám sát cứu trợ trong những vùng bị thiên tai. Broadband provided vital internet connectivity.